Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trong thời giờ này, tôi xin mời Hội Thánh để chúng ta cùng suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa mà chúng ta đeo đuổi ở trong những ngày qua. Sự hiện diện hiển lộ, sự hiện diện mà Chúa Ngài bày tỏ ra ở trong một hình ảnh mà chúng ta biết rằng cái biểu tượng đem lại sự sống, đem lại sự tươi mát, đem lại sự thay đổi. Đó là hình ảnh của dòng sông. Và hôm nay tôi xin mời chúng ta cùng suy nghĩ ở trong lời của Chúa về dòng sông nước sống. Và điều mà tôi ước ao là khi kết thúc sứ điệp này, tất cả chúng ta sẽ đáp ứng lại với dòng sông này. Không ai trong chúng ta chê hay là chúng ta từ chối, nhưng mà xin Chúa Ngài ban phước và làm việc ở trên chúng ta để chúng ta có thể đón nhận dòng sông của Chúa và để dòng sông của Chúa chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Rồi từ nơi chúng ta thì những con sông này sẽ đem lại sự tươi mới cho những người chúng ta tiếp xúc. Ê-xê-chiên 47 câu số 9 là một phần của phần Kinh Thánh kêu gọi thờ phượng sáng hôm nay, được ghi lại cho chúng ta như thế này, chúng ta cũng được nhắc nhở. Ê-xê-chiên 47 câu số 9: bất cứ nơi nào mà sông ấy chảy đến thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động ở trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Và nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Một dòng sông đầy sức sống, đi đến đâu thay đổi hoàn cảnh cũng như là thay đổi cái môi trường đến đó. Chỉ trừ có một chỗ mà lời của Chúa nói rằng những cái chỗ mà nó chê đó, thì tại đó không được sự tươi mới, nhưng các đầm lầy của nó sẽ không trở nên ngọt mà dùng làm ruộng muối. Tức là một cái vùng đất chỉ làm cái công việc đó là nhận nước biển vào rồi chờ cho nước biển bốc hơi để có thể thu hoạch một ít muối tại đó. Giá trị rất là thấp, rất ít, trở thành một cái ruộng muối. Nhưng tất cả những nơi khác, khi dòng sông này trải qua thì sẽ đem lại sự sống, đem lại sự biến đổi, đem lại kết quả, đem lại phước hạnh. Cho anh chị em yêu dấu của tôi cầu nguyện rằng sáng hôm nay, trong đời sống của tất cả con cái của Chúa ở tại đây, xin Chúa làm một điều mới. Chúa Ngài làm những việc siêu nhiên, những điều lạ lùng. Xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta một cách ngập tràn. Tôi được thúc đẩy để chia sẻ cái sứ điệp này, để tôi hướng dẫn và cố vấn cho mục sư xem. Khi chúng ta bắt đầu 21 ngày kiên ăn cầu nguyện, và mình sẽ xem có một cái cảm nhận là mình sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện mỗi đêm. Thì ban đầu mình sẽ xem chỉ nói cái ý đó, nhưng mà tôi thì đã từng kinh nghiệm điều này với Hội Thánh. Ở trong những ngày phước hạnh, chúng ta đã từng thức suốt đêm cầu nguyện mà. Chứ còn mỗi đêm chỉ về một ít giờ đồng hồ thì nó không phải là chuyện lớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, điều mà làm cảm động lòng của tôi nhất là mục sư Sam nói rằng nếu không có ai đến thì con cũng sẵn sàng để ôm cây đàn guitar và hát ngợi khen Đức Chúa Trời và kêu xin sự hiện diện của Ngài. Lúc bây giờ tôi biết rằng đây không phải chỉ là một ý tưởng, như là một sự cam kết. Thì cảm ơn Chúa, tôi đáp ứng lại và ngợi khen Chúa vì phước hạnh của Ngài đã bày tỏ ra. Tôi nói mục sư xem đây là cái thước đo mà lịch sử của phụ huynh đã dạy cho chúng ta. Khi nào chúng ta thờ phượng Chúa, ngợi khen, chưa có ai đặt tay mà trong hội chúng những người đau ốm được chữa lành. Đó là một trong dấu hiệu chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa đang có mặt ở tại đây với chúng ta và sự phụ huynh đang đến. Một cái dấu thứ hai, trong lúc chúng ta chưa có hoàn tất buổi nhóm, chưa có thực hiện chức vụ giải cứu, mà quỷ ở trong những người mà nó áp bức đó, nó phải thét lên mà nó ra khỏi họ. Một dấu hiệu khác nữa để chúng ta biết. Và dấu hiệu thứ ba là những cuộc đời được biến đổi. Họ không còn đi nhà thờ một cách lý lệ nữa, nhưng mà yêu mến Chúa và trở lại với tình yêu ban đầu mà Chúa Ngài kêu gọi Hội Thánh của Chúa. Thật là tuyệt vời, thật là phước hạnh để chúng ta có thể thấy điều đó diễn ra trong những ngày qua. Có những người đã làm chứng lại ngay trong thì giờ ngợi khen, thì dòng sông sự hiện diện của Chúa đã chảy qua cuộc đời đó. Sự chữa lành xảy ra lập tức, đau nhức biến mất,
lời khôn ngoan tri thức bày tỏ ra cho những chứng bệnh có mặt ở trong phòng nhóm lại, và sự chữa lành đã xảy ra. Rồi khen Chúa. Giải cứu, chúng ta đã nghe quỷ phải thét lên để ra khỏi những người ám, bởi vì nó không thể nào chịu đựng nổi sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, dấu hiệu của sự phục hưng và dòng sông của Chúa đã bắt đầu chảy, cho chúng ta một lời khích lệ. Điều tôi chia sẻ sáng hôm nay, một mục sư, một người có ơn tiên tri ở tại College Station, ông mời các mục sư ở tại thành phố đó, hàng tháng họ có một cái buổi gọi là buổi sáng mà điểm tâm và cầu nguyện với nhau. Thì hôm thứ Bảy vừa rồi, Chúa ngài xuất dầu một cách rất là đặc biệt. Chưa có bắt đầu buổi nhóm, ông đã cầm microphone lên và bắt đầu tiên tri trên nhiều chức vụ. Và khi đến với mục sư Jacob Biswell thì ông chia sẻ một cái điều mà Jacob Biswell rất là được phước của Chúa. Là tiên tri đó là anh sẽ đến Houston và anh sẽ gặp một hội thánh. Hãy nói với hội thánh đó biết rằng họ đang ở trong sự bắt đầu của sự phục hưng. Và kêu gọi hội thánh hãy nghiêng vào trong sự phục hưng. Lean in. Cảm ơn Chúa. Sư Jacob Biswell rất là xúc động về cái lời đó. Ông sư xem cứ hỏi, mấy ông có ơn tiên tri, hỏi gì chứ, có lời gì từ nơi Chúa cho chúng tôi ở tại VBC hay không? Thì hôm thứ Năm khi chúng tôi gặp thì Sư Jacob Biswell đã chia sẻ, tôi có lời nhưng mà không phải của tôi, mà tôi chỉ làm người đưa thư thôi. Ông đã chia sẻ điều đó, khích lệ chúng tôi rất nhiều. Vì anh chị em, Chúa thấy tất cả những việc chúng ta làm. Ngài thấy tấm lòng của chúng ta. Một trong những lý do mà chúng tôi đáp ứng và hướng dẫn hội thánh của Chúa ở trong 6 tuần qua, để chúng ta bày tỏ tấm lòng, đời sống cũng như chức vụ của chúng tôi trước mặt Chúa, đó là Chúa dùng mục sư và tiên tri Chuck Spears để chia sẻ với chúng ta là suốt tháng 9 Chúa bày tỏ cho ông là cái tháng mà Chúa ngài cân đo hội thánh của Chúa. The month of evaluation. Đức Chúa Trời muốn thấy chúng ta làm gì với những gì Chúa ngài ban cho chúng ta. Ngài muốn thấy chúng ta sử dụng các ơn mà Chúa ngài ban cho chúng ta như thế nào, và chúng ta đã trung tín với những điều Chúa giao như thế nào. Thưa anh chị em, tháng 9 đã trải qua và Đức Chúa Trời nhìn thấy rất rõ những tấm lòng, những cuộc đời cũng như thái độ của chúng ta. Chúa thấy. Nên Chúa ngài kết nối, nếu mà Jacob Biswell đến nói thẳng với chúng tôi cái điều đó, thì chúng ta cũng được khích lệ, được phước đó. Nhưng mà không bằng Chúa dùng một người không biết về cái cuộc hẹn của chúng tôi với Jacob Biswell. Mà cũng không biết Jacob Biswell sẽ đến Houston. Nhưng mà có một cái lời để khích lệ là cái hội thánh mà anh gặp đó. Đây là điều mà Chúa ngài bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, nếu chúng ta còn đứng ở trên bờ, tôi khuyến khích nhảy xuống dòng sông. Đừng để mình bị bỏ lại. Đừng để cuộc đời của mình trở nên ruộng muối. Tôi cầu nguyện với Chúa như tôi đã chia sẻ với anh chị em sứ điệp, là Chúa cho con thấy vinh quang của Ngài, là chúng ta không muốn một ai bị bỏ lại phía sau. Chúng muốn tất cả mọi người được Chúa cho phép chúng ta cùng tiến lên trong sự hiện diện của Chúa. Chúa đi cùng với chúng ta. Anh chị em thừa biết, không có Chúa đi cùng, cuộc đời chúng ta sẽ làm mồi ngon cho Satan. Nó sẽ đánh đập chúng ta, nó sẽ cướp đoạt chúng ta, và chúng ta sẽ đi từ khốn khổ này đến khốn khổ khác. Nhưng mà khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa đi cùng chúng ta, thì chính sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại sự tươi mới, đem lại phước hạnh mà mọi việc chung quanh đời sống của chúng ta cũng được phước theo. Dòng sông này đi đến đâu, chảy đến đâu, thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động ở trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Cảm ơn Chúa. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển cũng trở nên ngọt. Anh chị em biết đây là một cái sự thay đổi rất là lớn. Việt Nam của chúng ta sống ở ven biển, chúng ta biết rồi, có những cái nơi mà nước mặn mặn á, nước biển ở bên ngoài vào và trong có nước sông đụng đến cái chỗ đó, chúng ta biết là cái nơi nước mặn đó. Thì chúng ta biết rằng khi nào mà lưu lượng nước từ trong sông mà yếu đó, thì nước biển nó mạnh mẽ nó tràn vào, khiến cho ruộng không thể nào sống nổi, lúa không thể nào sống nổi.
Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta cần lưu lượng nước. Từ nơi dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh sẽ chảy mạnh đến độ chẳng những biển ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta, mà đời sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng lên trên biển nữa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và Giăng chương 7 câu 37 đến 38, chính Đức Chúa Giêsu đã công bố những điều này. Và xin Chúa ngài cho để chúng ta cũng đón nhận cái dòng sông này, và sẵn sàng để dòng sông này tuôn đổ xuyên qua cuộc đời chúng ta. Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng: nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Dòng sông này bắt đầu, chúng ta thấy hình ảnh là luôn là đến bởi ở dưới chân của ngôi của Chúa, ở bề ngôi của Chúa. Sách Khải Huyền thì chúng ta biết rằng dòng sông này đến từ Đức Chúa Trời và đến từ chiên con. Dòng sông này đến từ Đức Chúa Trời. Dòng chảy này của sự hiện diện của Chúa bắt đầu từ Ngài, Ngài là nguồn. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy có những dòng sông được nói đến trong suốt Kinh Thánh. Một dòng sông chảy từ vườn Ê-đen, Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 10 cho đến câu số 14. Một dòng sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh. Nhánh thứ nhất là Bishon. Nhánh này chảy quanh vùng đất Havila, là nơi có vàng. Vàng ở vùng đất này rất tốt. Ở đó cũng còn có nhũ hương và bích ngọc. Nhánh sông thứ nhì tên là Gihon, chảy quanh vùng đất Cút. Nhánh sông thứ ba tên là Tigris, chảy về phía đông lãnh thổ xứ Assyria. Còn nhánh thứ tư là sông Euphrates. Thì nói đến liên quan đến sông, có một lời tiên tri của Chúa là sông Euphrates sẽ khô nước để chuẩn bị cho một đoàn quân đi qua sông này. Anh chị em, sông Euphrates đang rất khô. Nó lòi ra khi cái đáy sông, đến độ người ta có thể tìm được những cái di tích mà đã nhiều năm vì có nước người ta không thấy. Có dịp khác chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó, và cũng là rất là cấp bách. Vì nếu sông Euphrates mà nó khô như vậy, đúng như lời Kinh Thánh đã báo trước, thì cái cuộc chiến mà sẽ xảy ra để đem lại cái sự kết thúc trước ngày Chúa ngày trở lại thì đang rất gần với chúng ta rồi. Kinh Thánh bắt đầu với vườn địa đàng, một dòng sông, và cuối cùng chấm dứt với vườn Ê-đen trên thiên đàng và với một dòng sông tại thiên đàng. Khải Huyền chương 22 câu 1 câu 2: khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống trông như pha lê ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai của chiên con. Trải qua giữa đường phố của thành, hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả 12 mùa, mỗi tháng ra quả một lần, và lá cây dùng để chữa lành cho các dân. Các câu Kinh Thánh này và ý niệm mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng có một dòng chảy, hình ảnh của một dòng sông đi đến đâu đem sự sống đến đó. Và rồi lời của Chúa kết thúc cho chúng ta thấy những gì diễn ra trên đất này thì tại thiên đàng cũng có một cái phiên bản đó, phiên bản tốt đẹp nhất. Đó là dòng sông mà Chúa cho sứ đồ Giăng thấy được để ghi lại ở trong chương 22, tức là phần cuối của sách Khải Huyền. Bắt đầu trong Sáng Thế Ký, dòng sông được bày tỏ ra, được ghi lại cho chúng ta, và kết thúc với dòng sông ở tại thiên đàng. Anh chị em, dòng chảy này của dòng sông luôn luôn đi xuyên qua dân sự của Chúa. Và chúng ta chỉ có thể hưởng được phước một cách trọn vẹn khi chúng ta đón nhận dòng sông này. Và chúng ta có thể làm nguồn phước cho mọi người khi chúng ta để dòng sông này chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Bởi vì dòng sông này, sự chữa lành liên hệ đến sông nước sống của Chúa. Đi đến đâu chữa lành đến đó. Anh chị em, có rất là nhiều người trong ngày hôm nay và trong những ngày sắp đến sẽ cần sự chữa lành của Chúa. Mà chính dòng sông mà Chúa ngài cho chảy từ nơi lòng của chúng ta ra đó sẽ đem lại sự chữa lành. Covid-19 chỉ là một cái sự tập biệt cho chúng ta. Có thể sẽ có một cái dịch lệ lớn hơn nữa. Và lần này, Đức Chúa Trời muốn hội thánh của Chúa chúng ta không sợ hãi, đóng cửa, trốn ở trong nhà, đeo khẩu trang, không dám làm gì hết, tê liệt.
Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận được dòng sông của Chúa chảy từ trong chúng ta mạnh mẽ đến đó. Chúng ta sẽ bước ra đường phố và chúng ta sẽ phục vụ những người có nhu cầu của sự chữa lành. Vì ý định của Đức Chúa Trời luôn luôn là như vậy. Khi sự đen tối xảy ra thì Đức Chúa Trời luôn luôn có cái sự cân bằng của Ngài. Và cho tôi nhắc nhở hội thánh của Chúa, hãy để Chúa sử dụng chúng ta làm cái cân bằng. Khi tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng cao. Khi bóng tối nó tràn ở trong xứ thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ dấy lên sự sáng của Ngài xuyên qua con dân của Chúa. Sông nước sống mang lại một cái vụ thu hoạch lớn. Khi dòng sông này chảy thì lúc bây giờ cái chỗ trước đây không có cá đó bây giờ đầy rẫy cá. Người đánh cá thả lưới xuống và bắt được đủ thứ loại cá. Cảm ơn Chúa, triệu triệu người sẽ được cứu khi dòng sông này tuôn chảy. Dòng sông này là nguồn mang đến sự vui mừng. Hơn bao giờ hết, nhân loại đang cần sự vui mừng thật ở trong Chúa. Vì đã trải qua nhiều thập niên, chúng ta thấy rằng người ta đã bỏ tiền mua vui, nhưng mà tiền hết thì cuộc vui nó chấm dứt. Nhưng mà sự vui mừng thật của Chúa từ dòng sông sự sống của Chúa sẽ bày tỏ ra, đó là không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Nhưng mà sự vui mừng này được Phaolô nói đến ở trong Philip là cái sự vui mừng từ trong chúng ta toát ra. Mình ảnh lời của Chúa trong Thi Thiên 46 câu số 4, có một dòng sông nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh chỗ ở của Đấng Chí Cao. Có một dòng sông sẽ chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta, sẽ làm cho vui thành của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, dòng sông này chảy ra từ sự hiện diện của Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa ngày sức giàu hướng dẫn để sử dụng Moses để dắt chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Ai cũng có thể nhảy múa ở ngoài sân ngoài, nhưng mà chỉ có những người được rửa trong huyết của Đức Chúa Giêsu mới có thể đi vào trong nơi chí thánh. Là những người bước qua xác của Đức Chúa Giêsu, theo dấu chân của Ngài, dấu chân đẫm máu của Ngài và theo từng vết chân của Chúa mới có thể đi ra phía sau bức màn và tại đó chúng ta gặp Đức Chúa Trời chí cao. Chính ở trong sự hiện diện của Ngài thì dòng sông nước sống của Chúa mới có thể chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Và nếu có ai buồn và nghe nói xong mùi xem tối ngày cứ nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện của Chúa là chính Ngài. Vì điều duy nhất để chúng ta có thể đứng nổi trên núi của Đức Chúa Trời, tai của chúng ta phải là trong sạch, miệng của chúng ta phải luôn là những lời đúng, chứ không thể là những lời giả dối được, như Thi Thiên 24 cho chúng ta thấy. Dòng sông nước sống này cũng dành cho từng cá nhân như Chúa Giêsu Ngài đã hứa. Chúng ta nghe lại Giăng chương 7 câu 37-38. Ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình đúng như Kinh Thánh đã nói. Cảm ơn Chúa vì bản hiệu đính đã sửa được chỗ này. Vì trong tiếng Anh luôn luôn là rivers, số nhiều. Nhưng mà bản cũ của chúng ta thì chúng ta nghe chỉ có một con sông thôi. Nhưng mà nó là những con sông. Đây là tiềm năng phước hạnh mà Chúa ngày sẽ làm. Anh chị em, khi chúng ta nhận được sự đổ đầy và chúng ta để cho dòng sông của Chúa chảy vào trong cuộc đời của chúng ta, thì từ nơi chúng ta mỗi lần có nhu cầu có thể toát ra những dòng sông để đem lại sự sống của Chúa, phước hạnh của Ngài thực hiện trên những cuộc đời. Và đây là đặc ân vô cùng vinh chiến. Nếu dòng sông bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời và chiên con, mà Chúa lại có một cái kế hoạch với Ngài muốn chúng ta đem dòng sông này đi khắp mọi nơi, là Chúa Ngài sẵn sàng làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Anh chị em có thích điều này không? Đó là một đặc ân. Như tôi khi nghe cái lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến trên thành phố này và Ngài đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, tôi khóc với Chúa, tôi nói rằng Chúa, chúng con là ai? Những con người được biết đến là những con người tị nạn, những con người có một cái mức lợi tức thấp. Bởi vì chúng ta bắt đầu lại hết, tất cả đều là bắt đầu lại. Người Việt Nam, Đức Chúa Trời Ngài chọn để Ngài sẽ đến trên thành phố này và Ngài đến trên thành phố này qua người Việt Nam của chúng ta.
Cái vô tính trong chúng ta chắc là chúng ta sẽ giới ra, chúng nói rằng chắc ông tiên tri nó nghe lộn tiếng của Chúa rồi. Đến với người da trắng, đến với những người thuộc về các dân tộc khác thì mai ra người Việt Nam chúng ta có cái gì? Và chúng tôi cũng nghe có những tiếng nói ở trong hội thánh là có những người nghi ngờ về điều này, vẫn rằng chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra được. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời Ngài có thể sử dụng một con lừa mở miệng nó ra để rao truyền sứ điệp của Chúa, thì ai trong chúng ta Chúa cũng có thể sử dụng được. Phải không chứ? Nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người đàn bà mà cả cái làng đó đó người ta ghét bỏ, bà luôn luôn sợ cái ánh mắt dòm hành của những người phụ nữ khác, bởi vì bà đã giấc mấy ông chồng của mấy người này nhiều rồi. Và bây giờ cái ông mà bà đang sống với cũng không phải là chồng của bà nữa. Cho nên bà không thể nào sáng sớm đi lấy nước với các chị em ở trong làng. Chờ cho đến giữa trưa mọi người trốn ở trong nhà vì xứ Trung Đông. Qua bên đó chúng ta sẽ thấy rằng giữa trưa nó nắng lắm, nóng lắm. Mà Chúa Ngài làm việc, và khi cứu bà rồi, bà đã chạy vào trong làng và đem cả làng ra với Chúa. Nếu nói một người không đủ điều kiện để được Chúa Ngài sử dụng, thì người đàn bà đó là người đàn bà không đủ điều kiện đó. Phải không chứ em? Chứ đừng ai trong chúng ta vô tính đến độ chúng ta nói Chúa sử dụng ai? Ở Chúa dùng người Việt Nam, Chúa dùng BBC Houston. Anh chị em, tôi tin rằng, và tôi đã từng nói và giảng điều này với Hội Thánh, chắc chắn chúng ta không phải là sự lựa chọn số một của Chúa đâu. Chứ đừng lo tại sao Chúa Ngài chọn chúng ta, mà Chúa không biết chúng ta là không phải là sự lựa chọn số một sao? Chắc chắn Chúa biết. Nhưng mà có một điều làm cho lòng của Chúa vui đó là cái sự khao khát của chúng ta. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em trong tuần rồi, Đức Chúa Trời không gọi những người xứng đáng, mà Ngài làm xứng đáng những người Ngài gọi. Ngài không gọi những người đầy khả năng, nhưng mà Ngài sẽ làm cho người được Chúa gọi đầy khả năng. Nói như vậy Chúa mới được vinh hiển hoàn toàn, phải không chị em? Nói như vậy thì dòng sông trải qua cuộc đời của chúng ta thì mới được sự vinh hiển một cách trọn vẹn. Ý niệm này chúng ta đã thấy suốt ở trong Kinh Thánh. Không ai trong chúng ta xứng đáng hết, nhưng mà chính Chúa Ngài làm cho chúng ta xứng đáng. Không ai trong chúng ta hồi đủ điều kiện hết, nhưng mà Chúa làm cho chúng ta hồi đủ điều kiện. Vì Đức Chúa Trời lấy những sự rồ dại của trần gian này để làm nên sự cao trọng của Ngài. Amen anh chị em. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Cảm ơn Chúa. Dòng sông này khi đi đến đâu thì sẽ đem lại sự sống phước hạnh đến đó. Cho anh chị em yêu dấu, hãy nghe và nắm bắt điều này trong tấm lòng của chúng ta. Trừ trường hợp chúng ta khước từ, khi chúng ta đòi chuẩn bị đời sống của mình để dòng sông này chảy xuyên qua cuộc đời chúng ta, thì không một người nào được dòng sông này chảy qua mà trở nên một cái người không có giá trị và thất bại trong đời sống. Bên chị em, quyền năng phán một lời thì thế giới này được dựng nên. Truyền lệnh một cái thì mặt trời có mặt, mặt trăng có mặt trước, rồi mặt trời có mặt. Nó mâu thuẫn với những gì mà khoa học nói với chúng ta, phải không? Đó là thế giới của chúng ta xoay quanh mặt trời, trong đó mặt trăng xoay qua xung quanh cái quả địa cầu của chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài dựng nên mặt trăng trước. Nên nó sẽ không có sơ. Trở lại với Kinh Thánh, anh chị em sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài muốn làm những cái công việc để đầu óc của con người chúng ta. Nếu chúng ta cứ theo lý trí mà chúng ta hiểu Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ phát điên được, bởi vì Chúa làm những cái điều không hợp lý chút nào hết. Cho nên Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm những chuyện mà nó không hợp lý, bởi vì Ngài có quyền. Tất cả những quy luật ở trên thế gian này, trên quả địa cầu của chúng ta và trong vũ trụ này là những quy luật mà Đức Chúa Trời Ngài định. Và Ngài cũng có quyền để bước lên cao hơn tất cả những quy luật này. Trọng lực của chúng ta so với nước là nó nặng hơn, nó lớn hơn. Cho nên chúng ta không thể nào đi trên mặt nước được, nhưng mà Đấng đã dựng nên cái luật đó đó, Ngài có quyền để đi trên mặt nước được. Tại vì Ngài là Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Xin Chúa cho để tấm lòng của chúng ta mở lên đối với Chúa và nói với Chúa rằng là Chúa, xin những điều Chúa Ngài phán sẽ trở nên hiện thực ở trong đời sống của con.
Dòng sông của Chúa bày tỏ ra trong ba mức độ. Tôi đi nhanh vì chúng ta không có nhiều thời giờ. Mức độ thứ nhất là những mạch nước. Khi Chúa nói với người đàn bà mà chúng ta vừa mới nhắc khi nãy trong Giăng chương 4 câu 14, nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước ở trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Đó là cái phước hạnh dành lợi ích cho mỗi một chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, thì lập tức mạch nước đến ở trong đời sống của chúng ta như mạch nước trong nước giếng đó, văng ra cho đến sự sống đời đời, để chúng ta bắt đầu sự sống mới trong Chúa. Đó là mức độ thứ nhất. Mức độ thứ hai là mức độ của một con sông. Trong Giăng chương 7, 38-39, chúng ta trở lại: kẻ nào tin ta thì những sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó thì chỉ nói về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Và bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Điều này là lợi ích cho những người lân cận của chúng ta. Khi chúng ta được báp têm Đức Thánh Linh thì chúng ta có Chúa ở bên trong, và Chúa Ngài giáng xuống trên chúng ta, mặc lấy quyền phép trên chúng ta, để rồi dòng sông, những dòng sông sự sống có thể chảy từ nơi chúng ta, giúp ích cho những người lân cận chúng ta. Những nơi nào, những cuộc đời nào, những hội thánh nào khước từ cái phước hạnh này ở trong mức độ của nước chảy như những dòng sông đó, thì tôi cam đoan với anh chị em, hội thánh đó không có ích lợi gì cho những người lân cận. Chúng ta nghe lời cầu nguyện của hội thánh đó, chúng ta lại: Chúa xin thương xót, xin giải cứu, xin giúp đỡ, xin ban cho chúng con điều này, ban cho chúng con điều kia, và cứ xin Chúa cho. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong đời sống của chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện lời cầu nguyện: lạy Chúa xin làm cho con dạng dĩ, lạy Chúa xin Chúa Ngài sử dụng đời sống con, lạy Chúa xin làm tan nát lòng con cho những điều làm tan nát lòng của Chúa, lạy Chúa có con đây, xin hãy xây con một sự sống tràn ra cho những người xung quanh. Và cảm ơn Chúa, Chúa dắt hội thánh của Chúa đi qua ở trong 6 tuần lễ qua bởi những lời cầu nguyện can đảm này. Tôi tin rằng nếu tôi giảng ở những hội thánh khác thì chắc là bây giờ đã khô ở trên thập tự giá rồi, vì nó lôi lên đóng đinh lâu rồi. Mục sư, có con đây, xin hãy sẽ con là chuyện của mấy ông mục sư, chứ còn tôi là tín đồ mà. Cho tôi yên thân đi mục sư. Trước đây có một số người đến và họ nói chuyện với tôi. Anh nói: mục sư ơi, ông mục sư nhẹ nhàng cho tụi em ấy. Đi nhà thờ, đi hội thánh, ông mục sư giảng dạy, tụi em ngồi im không được. Lúc nào mục sư cũng kêu đứng lên, hành động, đứng lên làm việc, trở nên nguồn phước cho những người xung quanh. Nói rằng nếu mà lời của Chúa đụng đến anh em như vậy là được phước hết. Người nói rằng nhiều khi đến ngồi nghe mục sư giảng giống như là mục sư bạc tay từ sáng cho đến chiều. Đó là lời của Chúa. Tôi nói rằng lời Chúa mà còn đụng chạm mình là được phước. Amen anh em. Anh em có muốn đi qua nhà thờ một mục sư ông giảng mình ngủ không? Ông giảng cái gì nó cũng động chạm, không dính líu gì đến mình hết. Mình ôm Kinh Thánh đi đến nhà thờ, ôm Kinh Thánh đi về. Ở bữa nay nhận được gì từ nơi buổi nhóm lại? Không có chuyện gì hết. Bài giảng của mục sư thì sao? Ông giảng từ sáng thế ký xuống tới Khải Huyền mà không có gì liên quan đến tôi hết. Nhưng mình xem ngày nào chúng ta được lời của Chúa cáo trách chúng ta như cha khiển trách những đứa con thật của Ngài, như Hebrew đã nói, thì chúng ta biết mình là con thiệt. Mình làm cái gì sai, Chúa giả tài của mình. Cảm ơn Chúa vì có cái sự kỷ luật của Chúa. Còn con ngoại tình, con rơi, con rớt đó, không có sự chăm sóc của cha. Mình muốn đâm đầu vào trong xe trọng tải để tự tử cũng không có ai ngăn cản. Nhưng mà làm con Chúa mới suy nghĩ cái gì đó sai một cái là Chúa đã cáo trách rồi. Phải không chị em? Cảm ơn Chúa. Hồi xưa mình trước khi gặp Chúa đó, mình phạm tội rồi, rồi mình giấu cái tội của mình, mình trải qua nhiều ngày mà không có chuyện gì hết. Nhưng mà lúc tin Chúa, mình bắt đầu phạm tội một cái, Chúa nhắc mình ăn năn, rồi trưởng thành ở trong Chúa mới nghĩ đến cái việc đó thôi. Chúa rằng con, tư tưởng đó của con là tư tưởng tội ác. Mình ăn năn
từ trong trứng nước. Đó là phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Khi giếng nước bắt đầu là mức độ của Đức Thánh Linh ngài làm việc trong đời sống của chúng ta để cho chúng ta sự sống. Mức độ thứ hai đó là dòng sông của Chúa sẽ chảy khi chúng ta được bắp tem trong Đức Thánh Linh để chúng ta làm nguồn phước cho những người xung quanh. Và mức độ thứ ba là mức độ mưa ngập tràn, lợi ích cho tất cả. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều đó. Và mức độ này đòi hỏi chúng ta phải xin. Sách-a-ri chương 10 câu số 1 chép: hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta xin. Bởi vì khi chúng ta xin và chúng ta hết lòng bày tỏ cái lòng khao khát chúng ta, chúng ta mới được Chúa tin cậy để giao cho chúng ta điều này. Bởi vì mức độ của lượng nước này đó đem lại quyền năng rất lớn. Chúa nghe thương chúng ta. Nếu Chúa không tin chúng ta được, Chúa ngài sẽ không cho, bởi vì chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và cho những người xung quanh. Tôi thường dùng cái hình ảnh, nếu tôi giao ở trong tay anh em một cái chiếc xe, xe thể thao, sport car, với mã lực rất lớn, mà cái chiếc xe đó, cái thắng nó không tốt, thì anh chị em tự sát và anh chị em sẽ giết những người xung quanh của mình. Anh Chúa ngài chờ đợi những con người, mặc dù họ đã được Chúa ngài dạy dỗ, chứng kiến bao nhiêu dấu kỳ phép lạ của Chúa làm, nghe Chúa dạy trực tiếp, Chúa rằng hãy về Jerusalem, đừng ra khỏi thành Jerusalem, chờ điều tra hứa. Những con người này đã thấy phép lạ rồi, đã thấy Chúa gọi người chết sống lại, đã thấy rất nhiều rồi. Họ hiệp lại với nhau, trong đó luôn có mẹ, phần xác của ngài và các em của ngài. Hết lòng tha thiết cầu nguyện 10 ngày 10 đêm thì rồi trận mưa cuối mùa đã đến. Anh chị em yêu dấu của tôi, vì đây là mức độ quyền năng và phước hạnh của Chúa rất quý, cho nên Đức Chúa Trời không ném một cách vô cớ cho những con người, mà khi đụng đến họ, họ nói rằng sao Chúa cho cái chuyện này, con đâu có đi kiếm cái này đâu, đem đến cho mục sư Khánh đi, đem đến cho những người khác đi, thì con muốn đời sống của con chỉ chừng này thôi. Giống như nhiều người đã chia sẻ với tôi, lấy xin Chúa ngài cho tôi chỉ làm phó tín đồ đủ rồi mục sư, đi nhà thờ trung tín giữ đức tin của mình cho đến chết là đủ rồi. Anh chị em đừng phung phí sự cứu rỗi Chúa. Chúa không cứu chúng ta để rồi chúng ta ngồi trong nhà thờ ráng cố gắng trung tín cho đến chết để mình được lên thiên đàng. Chúa cứu chúng ta và ngài muốn sử dụng đời sống chúng ta để làm nguồn phước cho nhiều người. Đừng đầy nắp phước hạnh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nhưng bằng lòng để Chúa ngài tự do hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Ở trong Luca chương 11 có một lời khích lệ của Chúa Giê-xu để chúng ta cầu nguyện. Và Chúa ngài nói bằng những cách khác nhau, một lời cầu xin và hai cái hành động. Chúa rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở. Bởi vì hãy xin thì được, hãy tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho những ai gõ. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ngài nói điều này liên quan đến việc chúng ta xin Cha ban cho chúng ta Thánh Linh của ngài. Cảm ơn Chúa. Bởi vì đối với Chúa Giê-xu thì khác hoàn toàn với những thần học gia ngày hôm nay. Đức Giê-xu ngài biết cái vị trí của Đức Thánh Linh và nhu cầu của chúng ta cần của Đức Thánh Linh trong đời sống là việc lớn vô cùng. Khác hơn với các thần học gia ngày hôm nay, các ngài tiến sĩ đã nói rằng ân tứ đã qua đi trong thời của các sứ đồ. Ngày hôm nay mình không cần ân tứ nữa, không cần phép lạ nữa. Bây giờ đọc Kinh Thánh, tin Chúa, đọc Kinh Thánh rồi nếu có bệnh cắn răng chịu, nếu bị ma quỷ nó đánh đập cắn răng chịu. Trong khi đó Chúa ngài muốn chúng ta bởi sự sức giàu ban ơn và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta chẳng những cắn răng chịu khi ma quỷ nó đánh đập mình, mà mình có thể trị nó. Anh chị em muốn ở bên nào? Ôm đầu, Chúa ơi, nó đánh con.
Hay là chúng ta nói rằng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ đặt cột trói người và ném xa người khỏi người này. Nó hét lên rồi nó ra khỏi cái người nó áp bức. Chúng ta thấy được những điều Chúa Giê-xu ngày dạy và sẽ được thể hiện trên cuộc đời của chúng ta khi Thánh Linh đến. Dòng sông chưa trải vì lúc bây giờ Đức Thánh Linh chưa được ban cho, bởi vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Khi Đức Chúa Giê-xu Ngài chịu chết, chịu chôn và Ngài được vinh hiển rồi, thì Ngài đã trở về cùng với Chúa Cha và nhận Đức Thánh Linh để đáp ứng lại điều Cha hứa cho hội thánh của Ngài. Ngài đổ Đức Thánh Linh ra và hội thánh của Chúa đã đứng lên tiếp nối công việc của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu chấm dứt chức vụ của Ngài, rao năm ân lành của Đức Chúa Trời. Và hội thánh tiếp nối trong cuộc chạy đua tiếp sức này để chúng ta bày tỏ ra Ngài trả thù của Đức Chúa Trời. À, Đức Chúa Trời mà có Ngài báo thù à? Có chứ. Và Đức Chúa Trời rất thương con người của chúng ta là những tạo vật của Chúa, là những đứa con bởi sự sáng tạo. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta bị bệnh tật nó dày xéo chúng ta, Chúa thương lắm. Ngài còn thương hơn nữa đó là chúng ta là những con người. Rồi chúng ta dại khờ, thiếu cái sự khôn ngoan đến độ mình gom một đống đất sét về, mình nắng lên xong rồi mình sơn phết nó xong rồi mình đốt nhang mình lại nó. Ngài còn thương hơn nữa. Khi cha mẹ trong nhà thì mình không nói chuyện, mình đi qua mình nói chuyện với ông hàng xóm mà kêu ba ơi, lòng của Chúa buồn. Cho nên có cái ngày gọi là ngày báo thù của Đức Chúa Trời. Bởi sự sức giàu của Chúa, ngày này sẽ được thể hiện ra ở trong ơn của Chúa. Ở trong ơn của Chúa, anh chị em yêu dấu, thế giới đang cần, xã hội chung quanh chúng ta đang cần, chúng ta bày tỏ ngày báo thù của Đức Chúa Trời. Cho tôi hướng dẫn anh chị em nhanh các câu kinh thánh Ê-sai 61 câu 1 cho đến câu số 3. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Muốn đi ra giảng tin lành của Chúa phải có sự sức dầu trước, không phải là tham gia vào trong chương trình chứng đạo sâu rộng trước, nhưng mà đảm bảo có sự sức dầu trước. Amen anh chị em. Ngài đã sai ta đặng rịch những kẻ vỡ lòng. Không có bất cứ một cái tư vấn hay là cố vấn nào hay là kết quả của phân tâm học có thể làm được việc này. Ngài sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do và kẻ cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta cũng đã thấy Đức Chúa Giê-xu Ngài nói rằng đây là điều ứng nghiệm chức vụ của Ngài, rao ra năm ban ơn của Chúa, tin lành của Chúa được rao giảng ra. Thì Chúa được cất về trời. Trước khi về trời, Ngài căn dặn hội thánh của Ngài: trong ít ngày các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh, các con sẽ nhận điều Cha hứa. Để chi? Để chúng ta sẽ bày tỏ ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Khi ngày báo thù của Đức Chúa Trời thể hiện ra thì chúng ta thấy rằng đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mẫu hoa cho kẻ buồn rầu sẽ ôm thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Anh chị em, hoàn cảnh của họ được thay đổi. Cuộc đời của họ thì mỗi ngày như là tang chế đó, chỉ khóc. Thì khi Chúa Ngài sử dụng những con người được sự sức dầu của Chúa, chúng ta sẽ yên ủi mọi kẻ buồn rầu, ban mẫu hoa cho những kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi. Không có sự sức dầu của Chúa, chúng ta thêm bụi trên đầu. Nhưng mà có sự sức dầu của Chúa, chúng ta sẽ đem mẫu hoa mà chúng ta đổi cho họ. Vì sự giải cứu xảy ra, vì phước hạnh xảy ra. Ở trong những ngày qua có những giờ phút mà chúng tôi ở lại đây tới khuya và vui mừng khi ra về, vì Chúa đã thay thế sự đau đớn cho bụi bằng mẫu hoa cho các anh chị em của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngày báo thù của Đức Chúa Trời, khi chúng ta thực hiện công việc này bởi sự sức dầu của Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng những ban mẫu hoa mà còn ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Cảm ơn Chúa. Khi sự sức dầu của Chúa bày tỏ ra một cách mạnh mẽ, chúng ta thấy
cả phòng nhóm này, từ già đến trẻ, đàn ông lẫn đàn bà, nhảy múa trong sự hiện diện của Chúa. Nên cho em, ai mà thích đi nhà thờ giống như đi dự tang lễ, thì hôm đó không dám nói lớn vì sợ đánh thức người chết. Người ta chơi nhạc ở trong những chỗ đó cũng nhạc nhẹ nhẹ. Còn nếu chúng ta muốn đến nhà của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được niềm vui khi ngài báo thù của Đức Chúa Trời thể hiện, chúng ta sẽ thấy bừng lên trong sự vui mừng. Ngài khen Chúa, ngài báo thù của Đức Chúa Trời đã đến. Tất cả những điều chống nghịch lại gây khó khăn cho đời sống anh chị em, kể từ giờ phút này thiên đàng sẽ chống lại chúng nó ở trong ơn của Chúa. Không có một sức lực nào từ ma quỷ có thể sách nhiễu đời sống anh em khi anh chị em để cho dòng sông của Chúa chảy qua cuộc đời của mình. Chúng ta đang ở giữa những ngày báo thù của Đức Chúa Trời. Chúa yêu chúng ta lắm và ngài cũng yêu thương tất cả mọi người lân cận của chúng ta. Và tôi tin rằng lòng của Chúa đau đớn nhất đó là khi những con người được Chúa dựng nên để Chúa ở trong họ, mà bây giờ có một quế linh, một ác linh đang kiểm soát đời sống của họ. Khiến họ sống, khiến họ hành động mà không phải là chính mình. Anh chị em, lòng của Chúa buồn lắm. Chúa dựng nên con người chúng ta theo ảnh tượng của Chúa mà bây giờ nhìn không ra. Người Việt của chúng ta nhìn những cái người đó, chúng ta gọi là bất nhân. Phải không? Anh chị em có biết? Những người lớn lên này quên tiếng Hán Việt hết rồi, còn nhớ cái chữ bất nhân là gì không? Nhớ. Bất nhân, nó không giống là con người nữa. Đức Chúa Trời muốn phục hồi, để rồi ngài lại ở trong những cái đứa con bởi sự sáng tạo này, bây giờ trở nên những đứa con của sự cứu chuộc. Để rồi Thánh Linh của Chúa lại có thể ở trong chúng ta, hành động trong chúng ta, làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta được phước ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Tôi công bố kể từ ngày hôm nay, đời sống của anh chị em không còn là tro bụi nữa, nhưng mà sẽ thay thế bằng mã hoa. Anh chị em không còn ở trong cái tình trạng như tan chế nữa, nhưng mà tràn đầy sự vui mừng ở trong ơn của Chúa. Anh chị em kể từ ngày hôm nay sẽ hưởng sự vui mừng không xiết của Chúa. Ngợi khen Chúa. Và mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thể kinh nghiệm áo của ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Điều mà tôi tin rằng Chúa cũng buồn lắm. Lòng của Chúa tan nát khi thấy con cái của Chúa lại thích mang cái lòng nặng nề. Vì mình cố chấp, mình không chịu tha thứ, phạm tội không chịu ăn năn. Rồi cái gánh nặng của tội lỗi nó cứ đè trên vai của mình, mặc dù là huyết của Đức Chúa Giêsu đã sẵn sàng để rửa sạch tội lỗi chúng ta và phục hồi đời sống của chúng ta. Tội lỗi được cất đi, những điều làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời khi rời đi lại được ở trong sự tương giao với Chúa, nhưng mà không chịu. Ông sư kêu tôi tha thứ cho cái bà đó hả? Còn lâu á, chết mang theo chứ không có tha thứ cái người đó được. Ừ. Thì cái lòng nặng nề trong bản kinh thánh tiếng Anh là the spirit of heaviness. Cái linh của sự nặng nề. Mà danh từ chuyên môn họ gọi là trầm cảm á. Nó không phải là trạng thái của lý trí. Nó không phải là bệnh mất trí, tâm trí, mà nó là bệnh tâm thần. Mà tâm thần thì phải giải quyết bằng quyền năng của Chúa. Ngài khen Chúa. Chúc tụng ngài. Anh chị em yêu dấu, hãy để Chúa ngài ban phước. Hãy đón nhận những gì Chúa muốn làm trên đời sống của chúng ta. Thì từ nơi lòng của chúng ta, những dòng sông sẽ chảy. Dòng sông mà đi đến đâu đem lại sự chữa lành, đem lại sự phục hồi, đem lại phước hạnh, đem lại kết quả đến đó. Dòng sông đó, chúng ta đang mắc nợ những người ngoài kia cho sự tuôn đổ của dòng sông này. Để tôi chia sẻ với anh chị em một ý niệm, chúng ta mắc nợ những người chưa biết Chúa ngoài kia một cuộc gặp gỡ với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Chúa ngài đã định chính chúng ta là những người mang sự hiện diện của Chúa. Mà nếu chúng ta ngăn chặn, nếu chúng ta không thông chảy, thì chúng ta cướp đi họ cái cơ hội để gặp gỡ Đức Chúa Trời, hầu cho cuộc đời của họ sẽ biến đổi từ chết sang sống, từ chỗ đã định cho sự chết đời đời đến chỗ được sự sống đời đời. Những người thân thương trong gia đình của chúng ta, dòng họ của chúng ta cũng mắc nợ họ cái điều này.
Đời sống của chúng ta không liên lạc với Chúa, chúng ta vẫn sống trong tội lỗi, chúng ta sống với đầy những cái thứ của xác thịt. Anh chị em, chúng ta cứ đẩy họ đi xa Chúa. Mỗi ngày chúng ta sống như vậy là chúng ta nói với họ rằng: đừng nghe những gì tôi nói, mà hãy thấy những việc tôi làm. Và việc của chúng ta làm là chúng ta khiến cho họ cứ bị đẩy xa Chúa, chứ không được thu hút họ đến với Chúa. Nhưng bởi sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta sẽ thu hút người đến với Chúa. Trong những ngày qua có những cuộc gặp gỡ rất đặc biệt của những người bạn cùng sở làm. Mà khi các con cái của Chúa hiểu được cái món nợ mà mình cần phải trả cho họ, họ đã được phước của Chúa. Loan, vợ của Vĩnh An, nói với tôi hôm Chủ nhật vừa rồi: mục sư ơi, ban đầu tụi con cũng sợ mời người ta đến, mà có thể họ không quen thấy cái việc Chúa ngày thăm viếng, rồi người ta khóc, rồi người ta cười, rồi người ta ngã ra trong sự hiện diện, lỡ họ vấp phạm thì sao. Rồi cuối cùng con nhớ điều mục sư giảng là chúng ta thiếu nợ những người chung quanh chúng ta một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Nhưng tụi con mời, và cảm ơn Chúa trong sự vâng lời đó mà bốn người bạn của Vĩnh An, hai cặp vợ chồng, đã được phước của Chúa một cách rất đặc biệt. Peter đã vâng lời và đã mời một người bạn, cô này đến, có một nhu cầu rất là lớn. Cô bị chứng bệnh phong thấp và bây giờ hai cái khớp gối của cô, đầu gối nó sưng to như thế này. Cảm ơn Chúa trong sự hiện diện của Chúa, trong sự vâng lời của Chúa, mục sư xem sau khi cầu nguyện, nhưng mà cảm nhận cái này cần được sự sức giàu của chức vụ của mục sư Khánh, cho nên bước qua và nói cô này cần được sự chữa lành. Thì chúng tôi đã cậy ơn Chúa, công bố sự chữa lành của Chúa. Thì cô kiểm soát hai cái đầu gối của mình, cô làm như thế này. Tôi hỏi tốt được bao nhiêu phần từ 1 đến 10, cô nói 80% rồi, được 8 phần rồi. Cảm ơn Chúa. Tôi nhờ cô như vợ của anh Hải, như đặt tay trên hai đầu gối của bạn này như một sự. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi kết thúc để cô có thể được lành 100%. Khi chúng tôi phỏng vấn Peter, hỏi cho Peter, người bạn như thế nào? Dạ cô được phước lắm. Cô là người đã tin Chúa, bỏ Chúa. Mà khi được có lời mời đến để được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, cô đến. Mà Đức Chúa Trời đã cho cô gặp gỡ Ngài một cách đặc biệt khi cô được chữa lành. Anh chị em, chúng ta mắc nợ những người xung quanh của chúng ta một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Cho nên hãy mang sự hiện diện của Chúa, hãy mang sự sức giàu của Ngài đó bằng lòng, để mức độ mà chúng ta kinh nghiệm công việc của Đức Thánh Linh không phải chỉ là những mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời, vì cái đó chỉ lợi ích cho chúng ta, cho sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng mức độ của những dòng sông sẽ chảy từ chúng ta đến cho những nơi khô hạn, cho những nơi đã chết, đến cho những nơi mà nước nó mặn, cái nơi không có cá mắm gì hết á, mà nó chỉ là cái chỗ của sự tàn hại. Thì dòng sông này đi đến đâu sẽ đem lại sự tươi mát, sự sống đến đó. Và Chúa ngài muốn chúng ta là những người mang dòng sông này đi khắp mọi nơi. Có bao nhiêu người tại đây muốn kinh nghiệm dòng sông này chảy xuyên qua cuộc đời của chúng ta? Tôi biết rằng thì giờ đã trễ, nhưng mà chị em, 27 ngày qua chúng ta đã nhiều lần bày tỏ với Chúa. Con cũng tha thiết về vấn đề ăn nữa. Nhưng mà ở trong sự hiện diện của Chúa, con được tươi mới, con được phước hạnh của Chúa, con được sẵn khoái thân thể. Tôi xin kính mời ai thấy rằng mình không có nhu cầu mà không có sự khao khát này, anh chị em đừng mặc cảm, tự do có thể rời phòng nhóm ra phía trước. Hội thánh có chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ để vui trong ngày chúng ta ghi ơn các đầy tớ của Chúa, các mục sư. Và tôi xin tha thiết kêu gọi những ai muốn gia nhập vào hàng ngũ của những người mang dòng sông nước sống của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Kinh nghiệm trước được đông đầy, để rồi mình đi đến đâu mình sẽ khai phóng những dòng sông này cho những người lân cận, cho những hoàn cảnh, cho những gia đình đang rất cần sự hiện diện của Chúa can thiệp vào trong đời sống của họ, thân thể của họ, tinh thần của họ. Amen anh chị em. Amen Chúa. Ngài khao khát, xin tiến lên phía trước tới đây và chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm Chúa ở trong một mức độ mà chúng ta sẽ không còn có một chút thắc mắc nào. Để chúng ta sẽ nói với tất cả mọi người
Chúa của tôi tuyệt vời lắm bạn ơi. Trong sự hiện diện của Ngài, trong phước hạnh của Ngài, trong sự rời chạm của Ngài, bạn chắc chắn sẽ được chữa lành, bạn sẽ được giải cứu. Những gì đang làm cho bạn buồn rầu sẽ được thay thế. Bạn sẽ vui mừng luôn luôn là bởi vì Ngài mang đến cho bạn sự vui mừng mà chỉ có sự hiện diện của Ngài mới có thể mang đến được. Anh chị em, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ con biết rồi, con hiểu điều mà mục sư Khánh muốn nói, là chúng con thiếu nợ những người lân cận với chúng con mắc nợ họ một cuộc gặp gỡ với Ngài. Xin cho con làm người mang sự hiện diện của Chúa, để khi họ tiếp xúc với chúng con là họ tiếp xúc với Chúa. Khi họ nhìn vào ánh mắt của con, họ thấy được Đấng Christ ở trong con. Và khi con đưa tay ra để phục vụ họ, họ sẽ được rời chạm đến bởi quyền năng của Chúa ở trong con. Dòng sông nước sống của Ngài sẽ chảy từ con đến cho nhiều người. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.